Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video mang lên các bác mẫu xe đạp Touring bánh 700C có giảm sóc, những người thương hiệu Twitter, model là TW4900. Dòng xe đạp nhôm được sử dụng bộ vành bánh là 700C và dòng này là dòng Touring có giảm sóc các bác nhé. Đến từ một cái thương hiệu mà cũng đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi, thương hiệu Twitter. Toàn bộ khung của xe là khung nhôm các bác nhé, nên khung làm từ hợp kim nhôm. Đó, hôm nay về một chiếc xe tông màu trắng đen đỏ rất là đẹp các bác nhé, cực kỳ là thể thao và nhìn rất là đẹp. Cộng với bộ vành bánh 700C đó thì nó tạo cho cái khung xe nó, cái form xe nó cực kỳ là đẹp. Các bác mà sử dụng chiếc xe này mà sử dụng trong việc đạp thể dục thể thao trong phố thì nói là rất là đẹp, cái form dáng nó rất là đẹp, các bác ngồi lên. Đây là em để treo nhé, còn để bên dưới thì cái khung khung giống ngang này nó sẽ check lên trên. Cái form xe nó rất là đẹp. Sử dụng sóc dầu thủy lực các bác nhé, đến từ thương hiệu SG Sun Tour. Cái thương hiệu giảm sóc cũng rất là có tiếng trên thị trường. Sóc dầu thủy lực của SG Sun Tour, máy 700C. Máy 700C sử dụng quả lốp là nhân 28C các bác nhé, 700 nhân 28C. Và bộ chuyển động của xe thì được sử dụng bộ chuyển động của Shimano Altus với 9 tầng níp và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 27 tốc độ khác nhau, đùi đĩa Shimano. Đến phần ni lông của chiếc xe thì cũng được trang bị ở đây là tay bấm xả Shimano Altus và cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. Sử dụng phanh dầu. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi được khoảng 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Sử dụng bộ chuyển động của Shimano Altus với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang được bán lên mức giá thì là 8.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.